chấm nông rất ngon. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish. Bây giờ Kazu ở số 61 đường Đặng Dung Quảng Dương 1. Tại vì là tại sao Kazu đến ở đây thì nghe nói ở đây có bánh mì rất ngon, và đặc biệt là bánh mì tên là bánh mì chấm nom, dân hạt tên là bánh mì 61. Đây. Nem. À nem à. Cho một cái bánh mì này, bánh mì. Bánh mì nem. Một chân đặc trưng ở đây. À đặc trưng. Đặc trưng đây là bánh mì chấm. Gà xé trứng con lòng đào. Một cái bao nhiêu tiền? 22 ngàn. Wow. Quá rẻ. Dễ bất ngờ. Nhưng em là không thích cay nữa. Em không thích cái gì? Em không thích cay. Trứng non. Trứng này là cái bụng con gà đó. Bổ ra nó nằm trong bụng, nó chưa kịp chào đời. Ai nấu? Ai làm à? Người ta mua. À mua hả? Rồi rồi. Yeah. Người bán rộng nhiều như cũng đang hay là bán rẻ hơn người ta. Bánh mì gà xé trứng non. Gà xé trứng non lòng đào. Lòng đào hả? Gà xé trứng non lòng đào. Gà xé. Bánh mì gà xé trứng non lòng đào. Lòng đào. Giỏi quá. Ngon. 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 Súp này là tên gì? Súp này là rất ngon. Sốt này rất ngon. Nước tương. Nước tương hả? Nước sốt. Nước sốt. Lấy cái này là bao nhiêu nè bà coi. Lấy cái này ra để cho nó đựng. Cái này ngon. Đó. Cho nên là cái này ngon. Đây 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 là quay này nè. Thuốc tây gì ạ? Cái này là cái này mà dành cho baby không ăn ớt. Trong đây có ớt. Trong chai cho em bé. Nè. Đây có nhiều đồ ăn ạ. Phủ á. Chấm nhỉ? Cái này là kiểu là người nước ngoài là, cho nên là bây giờ rất rất ngon. Chấm nom, chấm nom. Chấm nom rất ngon. Cái này là có thể nước tương này, gặp nước tương này, chấm nước tương, nem chấm nong có vị giống như sốt nước tương này. Bánh mì này có cà phê không? Cái này cái gì? Bé à? Chấm nong à? Chấm nong. Bịt được. Đây cũng có là tỏi nè. Tỏi. Và rau nè, lá tôm. Giò lẻo nè. Là có pate. Và sốt mayonnaise nè. Mặn nên rất ngon. Ủa 30 là không lấy. Đặc biệt tải ở bên mì này thì là dư tưởng hơi có mùi á. Tại vì là đoán này chấm non là có mùi và khó ăn. Nhưng cái này là ăn đơn giản á. Ngon á. Không có mùi à. Tôi nghĩ là pate
và xuất mayonnaise và trứng đông là rất thích hợp nhau. Sao con? Nhưng sự thật là bên Nhật Bản chắc là không có trứng đông khi ăn trứng đông thì mình hơi sợ đấy. Nhưng không sao đâu. Trứng đông mình làm lòng nào nó không có bị khô. Sợ nếu chưa ăn bên mình này thì hãy ăn thử nha. Mong đã xem chương trình này. Và nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Bye bye. Yeah. Cái này ngon nha. Thiệt thiệt. Sang khô hoa anh đào. Cảm ơn chị.